Triệu Lộ Tư gây bão tại trung tâm thương mại. Triệu Lộ Tư từng bị netizen chê vì ngoại hình lên xuống thất thường. Chiều nay, ngày 13 tháng 5, Triệu Lộ Tư đã xuất hiện tại trung tâm thương mại ở Thượng Hải, Trung Quốc, để tham dự sự kiện của một thương hiệu do người đẹp làm đại diện. Ngay khi vừa xuất hiện, mỹ nhân tinh hàn sán lạn đã khiến người hâm mộ có mặt tại trung tâm thương mại vỡ òa bởi vi rùa cực đỉnh của mình. Triệu Lộ Tư xuất hiện với chiếc đầm xanh liền thân 2 giây cổ vuông. Chiếc đầm ôm sát cơ thể giúp mỹ nhân sinh năm 1998 khoe trọn được đường cong nuột nà. Không chỉ vậy, việc để lộ phần lưng trần cũng giúp Triệu Lộ Tư lập tức leo lên top tìm kiếm trên Weibo ngay khi vừa xuất hiện. Trước đây, Triệu Lộ Tư thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán của netizen bởi sở hữu thân hình có phần mũm mĩm, cân nặng lên xuống thất thường. Thế nhưng ở lần xuất hiện này, Triệu Lộ Tư đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên bởi thân hình nuột nà và hoàn hảo, ngay cả ở những khoảnh khắc do team qua đường chụp.